Câu hỏi số 1, có bạn hỏi rằng: Kính bạch Thầy, điều gì quan trọng nhất khi một người bắt đầu bước chân vào học hỏi, tu tập theo đạo Phật ạ? À? Thế là bạn muốn hỏi cái điều rất quan trọng khi một cái người đầu tiên bước chân vào học hỏi, tu tập theo đạo Phật, tức là bắt đầu làm quen, giống như các con cũng chưa gọi là mới tinh, gọi là tòa, gọi là mới tinh, chưa biết gì, phải không? À, gọi là còn sơ cơ, chưa biết một chút gì. Bây giờ muốn tìm hiểu đạo Phật thì cái gì là quan trọng? Đó. Các con biết là có đạo Phật rồi, thế nhưng bây giờ mình làm thế nào đây để mà cái quan trọng cho mình như thế nào để cho cái bước đường tới đây của mình nó tốt đẹp nhất, nó an lành nhất, nó hiệu quả nhất, cái tính hiệu quả đó. Thế thì đầu tiên á, để mà tìm hiểu về đạo Phật thì cái việc về học hỏi giáo lý, bây giờ kinh sách cũng nhiều rồi, kể cả trên mạng các con ạ cũng nhiều, các con đều có thể tìm hiểu trên đó. Thế nhưng mà nếu các con không có người thầy hướng dẫn, nếu có không có người thầy hướng dẫn thì vẫn có thể chúng ta không tiến đạo được. Các cụ ngày xưa có câu đấy, gọi là không thầy đố mày làm nên. Học đạo lại càng cần phải có thầy. Cho nên các con nếu đọc kinh, đọc sách rất nhiều nhưng mà chẳng có một người thầy nào cho mình nương tựa thì mình không tiến đạo đâu. Thầy nghĩ rằng bản thân thầy tiến đạo được đến như bây giờ là vì thầy có chỗ thầy nương tựa. Từ lúc còn sơ cơ, thầy đã phải đi tìm thầy. Thế cho nên các con, cái điều rất quan trọng đối với người sơ cơ, ngoài cái việc học giáo lý ra, cái đấy trong sách, trong vở, trong kinh có thể mình tìm, mình đọc được. Nhưng mà tìm cho mình một người thầy, một đại chúng để mình nương tựa, các con ạ, quan trọng lắm. Vì đã tu học Phật là quay về thế giới tâm linh. Nếu mà quay về đấy mà ta không có người dẫn hướng cho mình, ta rất dễ lệch lạc, ta rất dễ buông lung. Nghe không? Bây giờ thế, thầy nói ví dụ cho các con mà đi học Phật, các con không có thầy nương tựa. Có thầy thì cái mối liên hệ tâm linh tự nhiên nó chắc chắn, nó ràng buộc. Và khi mình định làm cái điều gì sai, mình nghĩ tới thầy, tự nhiên là có khi nó dừng lại được, mình không dám làm. Nhưng nếu không có thầy, mình chẳng có ai cả để mình nương tựa. Có thể mình dám sẵn sàng. Học Phật thì hay thật đấy, biết Phật Pháp hay đấy, giới Đức Phật hay đấy, nhưng mình vẫn sẵn sàng có thể phạm giới ngay. Vì mình chẳng có ai, không có ai kiểm thúc mình, không có ai dìu dắt mình. Đó, các con thấy không? Cho nên cái điều đầu tiên đối với người học Phật rất quan trọng là tìm cho mình một người thầy, một đoàn thể, một tăng đoàn để mình nương tựa. Nha. Các con phải tìm giống như thầy ngày xưa cũng vậy. Thầy cũng đọc rất nhiều Phật Pháp nhưng mà thầy vẫn thấy là mông lung. Sau đó thầy phải đi tìm một người thầy cho mình. Thầy đi tìm ở đất miền Bắc cũng rất nhiều nơi. À, thầy nhớ thầy lúc đầu thầy tìm đến Hòa Thượng Pháp Chủ, Hòa Thượng Đại Lão Thích Đức Nhuận, đệ nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà tiếc lắm, đến năm ấy là Hòa Thượng đã 90 mấy tuổi rồi, 94, 95 tuổi rồi. Thế Hòa Thượng bảo bây giờ thầy già quá rồi con ạ. Thì thầy sợ thầy không có thời gian để kèm cặp giáo dưỡng cho con. Nghe không? Thì Hòa Thượng mới giới thiệu cho thầy sang một cái thường tọa đệ tử của Hòa Thượng. Nhưng khi mà thầy sang thường tọa thì thầy mô Phật, thầy thưa bạch mãi chả thấy cụ nói gì. Thầy bảo không biết sao, cũng sao. Vậy sau thầy hỏi thì mấy mọi người, các bác chấp tác ở chùa Huệ Nhai đấy mới bảo ô, cụ bị điếc, hoặc thường tọa bị điếc. Thầy bảo rồi, thầy mình mà lại bị điếc lắc cái này thì làm sao mà dạy mình được. Thế là thôi, thầy không theo cụ ấy nữa. Nghe không? Sau đó thầy tìm đến chùa Một Cột, thầy gặp Hòa Thượng Thích Thanh Cẩn, thượng tọa Thích Thanh Cẩn. Thì thầy có nương thượng tọa một thời gian và sau đó thì thượng tọa nó mất. Đó. Thượng tọa đấy cũng rất giỏi, cũng rất đức độ, chuyên châm cứu cho mọi người miễn phí đấy. Đó. Thế thì sau khi mà rời thượng tọa Thích Thanh Cẩn thì cụ yếu và cụ viên tịch, thầy thì đi tìm Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nghe không? Vì lúc ấy là thầy đã được
biết đến Hòa Thượng Thích Thanh Từ, và Thầy biết đây người này sẽ chính là Thầy của mình. Lúc đấy Thầy chưa đi tu mà, và Thầy chọn Hòa Thượng và Thầy nương theo Hòa Thượng, Thầy quy y với Hòa Thượng. Và sau đó thì cái duyên đúng là như vậy. Đến lúc đi xuất gia, Thầy cũng xin làm đệ tử của Hòa Thượng. Đấy. Và Thầy nghĩ nếu cuộc đời của Thầy đến ngày hôm nay không nhờ ân đức của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thầy không được như thế này. Không nhờ những sự giáo dưỡng của Hòa Thượng, không nhờ tăng đoàn thanh tịnh của Hòa Thượng, thì Thầy không được như hôm nay. Đấy, cho nên cái ơn của người Thầy rất lớn từ buổi ban đầu sơ cơ cho mình. Nhá, cho nên đối với tuệ tâm thì Thầy mới nói các con thế, phải chọn lựa cho mình một người Thầy, một tăng đoàn để mình nương tựa, mình có lòng tin vững chãi. Các con đi đâu các con thấy, à, có Thầy, có tăng đoàn đấy. Và tại sao mình không vượt qua được điều này mà các Thầy làm được? Mình sẽ cố gắng. Nghe không? Tức là có những gương, tấm gương cho mình để cho mình vươn lên. Thế còn nếu tu học Phật mà các con không có Thầy, không có những tấm gương cho mình, không bao giờ các con tiến đạo được. Cho nên người ta gọi là tu hành thì sao? Phải có Thầy, có bạn, ăn cơm, có canh, tu hành, có bạn như vậy. Có Thầy, tự nhiên niềm tin của mình vững chãi. Nghe không? Có tăng đoàn yểm trợ cho mình vững chãi. Đấy. Và như vậy mình rất là tiến bộ. Đấy. Không thể không có một hội chúng cho mình nương tựa. Nhé. Cho nên cái điều đầu tiên bạn này hỏi, điều gì quan trọng nhất khi một người bắt đầu bước chân tìm hiểu, học hỏi, tu tập theo đạo Phật? Nghe không? Thì hãy tìm cho mình, cố gắng tìm cho mình một người Thầy, một đại chúng để mình nương tựa. Cái điều đó rất quan trọng. Nếu các con không có chỗ nương tựa vững chắc, các con sẽ lung lay ngay. Và ngay có gặp người này, ta nói thế này, đi theo, mai mốt thì Hội Thánh Đức Chúa Trời đến nó dụ các con cũng đi theo ngay. Nó bảo đi theo Đức Chúa Trời là không phải làm ăn gì, tự nhiên là Chúa sẽ mang thức ăn đến cho mình. Mà cũng nghe, không phải làm gì rồi cũng sẽ sung sướng. Các con nó nói dụ một hồi rồi các con cũng nghe. Thế nhưng mà nếu các con nương tựa, ví dụ nương tựa Chùa Ba Vàng mình rồi, và có Thầy đấy rồi, có đại chúng chưa tăng mình yên tâm, không thể có chuyện đó, mình được nghe các Thầy giảng Pháp. Và cái năng lực nữa, cái năng lực khi mình nương tựa các Thầy tự nhiên có năng lực gia trì. Cũng giống như các con quy Tam Bảo thế, và chân thật quy Tam Bảo có sự gia trì của Tam Bảo cho mình. Đấy, hôm qua về tâm linh thì cô Yến cũng nói các con rồi. À, thế giới tâm linh nó rất kỳ đặc, kỳ diệu lắm. Không phải chuyện bình thường các con ạ. À, khi mình chính thức thật lòng quy Tam Bảo, mình sẽ nhận được sự gia trì năng lực của Tam Bảo. Cũng giống thế, các con chân thật phát nguyện tu hành như hôm qua Thầy nói thì sẽ cảm ứng mười phương chư Phật. À, rồi có thể đấy, Phật sẽ có cho một ông Đề Bà Đạt Đa đến với mình. Nghe không? Nhưng mà phải thật tu mới có Đề Bà Đạt Đa chứ đừng vậy. Không phải là chuyện chơi đâu. Nghe? Ông Đề Bà Đạt Đa cái gì ông cũng chống trái với mình đấy. Nghe không? Nhưng mà phải thật tu. Thế làm cho mình là sao? Thầy nói các con biết cái tâm tính mình nó nhiều gai góc. À, giỏi giỏi một tí thì kiêu mạn, nghe không? Đấy, mà kém kém một tí thì lại tự ti. Phải có ông Đề Bà Đạt Đa đến ông chọc cho mình, ông quậy mình thì mình mới tốt lên được, nghe không? Mình tự ti thì ông lại đến ông kích mình, à, mình kiêu mạn đến ông chặt mình. Đấy, thế là mình mới tốt, mình mới nhẫn nhục được. Nha. Thế nhưng mà phải chân thật phát nguyện tu hành mới cảm ứng được có ông Đề Bà Đạt Đa. Đấy, còn mình không thật tu, mình chỉ gọi là chơi chơi, tu chơi chơi thì chưa có Đề Bà Đạt Đa đâu. Có bạn xấu thì có nghiệp quả của mình thì có, và người ta đến đòi nợ mình thì có, chứ không phải có Đề Bà Đạt Đa như Phật Thích Ca đâu. Yeah. Thế thì đấy là thế giới tâm linh nó rất là mầu nhiệm các con ạ. Nếu các con chân thật nương tựa Tam Bảo, nương tựa Tăng Đoàn, các con sẽ được gia trì lực. Người ta gọi là gì? Có Phật, Phật lực, Pháp, có Pháp lực, và Tăng có gì? Tăng lực đấy, tăng lực đây không phải là bò húc đâu nhá. Tăng lực thật tế, nghe không? Lực của tăng đoàn gia trì cho mình, nghe không? Chân thật một lòng tin tưởng nương tựa, các con sẽ được năng lực ấy gia trì bảo hộ cho mình, nha. Nó giúp cho mình rất nhiều đó. Cho nên điều rất quan trọng với câu hỏi số 1 này là các con biết tìm Thầy, tìm cho mình bậc minh sư, cho mình một tăng đoàn thanh tịnh để mình nương tựa, điều đó vô cùng quý. Đánh mất cái đó là mình mất rất nhiều. Đấy. Cho nên Thầy đã nói, cái kết quả Thầy được như hôm nay hoàn toàn từ công đức của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đối với Thầy, từ tăng đoàn giáo dưỡng của Hòa Thượng,
giúp được cho Thầy cái điều này. Cho nếu mà Thầy nói Thầy mà đi vào chỗ khác, chưa chắc Thầy đã được thế này. Có khi Thầy lại trở thành một người rất có thể bê tha, nghe không? Là chuyện thật đấy các con ạ. Không phải chuyện là không đâu. Có những người đi xuất gia rồi, nếu không phải gặp Thầy tốt, Thầy sáng, mà gặp phải người Thầy người ta lôi thôi, mình cũng lôi thôi cả cuộc đời mình luôn đấy các con ạ. Cho người ta gọi Thầy nào chờ đấy, nghe không? Là như vậy nhé. Cho nên điều rất quan trọng của người sơ cơ học Đạo Phật, ngoài cái việc tìm hiểu giáo lý ra, Thầy chưa nói nhưng rất quan trọng, hãy tìm cho mình một người Thầy, một đại chúng để mình có chỗ nương tựa về tâm linh, nó yên ổn và có nơi, có bến đỗ hẳn hoi. Mình không bèo dạt mây trôi, nghe không? Không thì mình lênh đênh, không thể nào phát triển được nhé. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Thầy xin trả lời. Câu hỏi số 2. Các con để nó hơi lộn xộn thứ tự đây. Kính thưa Thầy, hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều tà đạo xâm nhập và tuyên truyền những giáo lý tư tưởng sai lệch. Vậy phải làm thế nào để không bị tà đạo lôi kéo ạ? Chỗ này các bạn hỏi là Việt Nam mình bây giờ, mà không phải Việt Nam, thế giới thì rất nhiều đạo giáo, nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng lắm. Thầy nghĩ thống kê ra phải cả hàng ngàn. Mấy tôn giáo lớn thì có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Tin Lành, đó. Rồi một số các cái tôn giáo lớn. Tôn giáo lớn thì không nhiều, nhưng các cái tín ngưỡng, các cái đạo giáo nho nhỏ thì vô số. Đó. Ở Việt Nam mình thì cũng có mấy cái tôn giáo đấy. Nghe không? Việt Nam mình có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, rồi Tin Lành cũng có, Hồi giáo cũng có. Hồi giáo, Tin Lành cũng mới đến. Rồi Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo, rồi một số các cái tín ngưỡng đấy, tín ngưỡng thờ mẫu, tam phủ, tứ phủ, rồi tín ngưỡng thờ thần núi, thần sông, thờ ma xó, rất là nhiều, nhiều lắm. Thì đấy là những cái đạo và tín ngưỡng đó. Thế thì bây giờ chúng ta gọi là tà đạo hay là ngoại đạo, đó là khi chúng ta đứng trên phương diện mình là người Phật tử. Khi các con là Phật tử thì mình mới gọi các tôn giáo khác là ngoại đạo, nghe không? Còn chúng ta là Phật tử thì là nội đạo, mình đã học Phật là nội đạo của mình. Còn người ta là ngoại đạo là không phải đạo Phật, là đạo khác, đạo bên ngoài, nghe không? Thế nhưng mà cái nghĩa của chữ ngoại đạo, đúng nghĩa nhà Phật là thế này, là những người đi tìm đạo ở ngoài tâm mình. Kể cả những người mà đang tu học Phật này mà đi tìm đạo lại ở ngoài tâm mình thì cũng vẫn gọi là ngoại đạo, chứ không phải là không ngoại đạo nhé. Cái nghĩa ngoại đạo chân thật là như vậy. Ngoại đạo là tìm đạo ngoài tâm mình, nghe không? Mặc dù kể cả các thầy cạo tóc xuất gia đi tu hẳn hoi, nhưng mà đi tìm đạo ở đâu, không quay về tu tâm sửa tính mình. Tìm đạo ở đâu, cứ bảo lên núi kia mới thấy đạo, trèo lên cây tu mới có đạo, nghe không? Hay ra giữa ngoài đảo, ngoài biển tu mới có đạo. Phải đạo ở ngoài đấy, thì người đấy cũng là ngoại đạo. Mặc dù cạo tóc đi tu xuất gia, mặc áo nhà chùa, mà vẫn là ngoại đạo. Các con hiểu chưa? Đó. Thế thì đương nhiên Thầy nói các cái tôn giáo kia ngoài Phật giáo, họ là ngoại đạo là rất đúng. Vì họ tin tưởng một cái thế giới bên ngoài, họ không quay về tìm đạo ở nơi tâm. Nghe không? Không quay về tìm đạo nơi tâm mình đâu. Họ tin vào có ông Chúa, có ông Thượng Đế, có Đức Thánh này nọ, nghe không? Ở bên ngoài, cứu vớt cho linh hồn họ. Đấy. Chứ họ không biết rằng ở nơi tâm mình, chân lý ở nơi tâm mình, phải khám phá nơi tự tâm mình. Cho hôm nọ Thầy nói cái chủ đề khám phá cái vườn xưa, mảnh vườn xưa là thế đó. Quay về tâm mình, đạo ở nơi tâm mình, chân lý ở nơi tâm mình, các con nhớ chưa nào? Đó, thì đấy mới gọi là chính đạo, là nội đạo của mình thật sự. Đó. Thế thì tất cả những tôn giáo
kia gọi là ngoại đạo là rất đúng. Họ không biết quay về tự tâm mình, tìm chân lý ở tâm mình, cho nên họ gọi là ngoại đạo. Và tà đạo, tà có nghĩa là nó không chính, tà nghĩa là lệch lạc. Các con rõ không? Tà nghĩa là bị lệch, gọi là tà. Chính là ngay thẳng thế này, tà là lệch, lệch bên trái cũng là tà, lệch bên phải cũng là tà. Còn ý, chính là thẳng cái này, đó là chính. Thế thì Phật Pháp gọi là chính đạo vì Phật Pháp đi đến chân lý tuyệt đối. À, còn các tôn giáo, đạo giáo khác thật sự không dẫn con người ta đạt được chân lý tuyệt đối. Cái này không phải là Thầy võ đoán, mà thực sự Thầy đã từng tìm hiểu một số các tôn giáo lớn rồi, cũng có thực hành một ít rồi. Nhưng mà Thầy biết và giáo lý của người ta Thầy rất là rõ, không thể dẫn mình đạt được chân lý tuyệt đối. Nhưng Phật Pháp thì dẫn chúng ta đạt được chân lý tuyệt đối. Cho nên Phật Pháp được, có quyền dám nói mình là chính đạo và con đường này đạt đến chân lý. Trong tất cả các vị giáo chủ thì có Đức Phật Thích Ca là người đạt được chân lý tuyệt đối của vũ trụ này. Đó. Đấy, cho nên Ngài khác hẳn các giáo chủ khác, rất đặc biệt. Đó. Thế thì trong cái tình trạng bây giờ có rất nhiều tôn giáo, nhiều đạo giáo như thế này, và họ đến họ truyền bá các tư tưởng giáo lý rất sai lệch. Như vừa nãy Thầy nói, như đạo gọi là đạo gì? Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà còn Đức Chúa Trời Mẹ. Nghe không? Cái nhóm này ấy, là họ cũng từ bên Tin Lành, họ lấy giáo lý của bên Tin Lành rồi họ lập lên. Thế hay là Pháp Luân Công, họ cũng cho là một tôn giáo, một đạo giáo. Đó. Rồi bây giờ họ lấy ví dụ như đạo Long Hoa Di Lặc ở Việt Nam mình, hay đạo Phật Ngọc Hồ Chí Minh. Đó. Họ đưa rất nhiều thứ. Đó. Rồi đạo ông nọ, đạo bà kia, đạo ông dừa, đạo ông nọ, ông kia. Họ lập ra rất nhiều thứ. Thế thì chúng ta thế nào? Bà Thanh Hải thì lập ra đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nghe không? Các con nghe cái nhóm của cô Thanh Hải chưa? Đấy, thực ra thì nhóm của cô Thanh Hải thường họ hay mở quán cơm chay lắm. Quán cơm chay mà có cái chữ Loving Heart ấy. Đấy, đó, trái tim yêu thương các thứ đó. Đấy, thường là của nhóm cô Thanh Hải. Cô ấy bảo cô cũng là Phật rồi, cô là Vô Thượng Sư, là Phật rồi. Ai cứ niệm Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư là sẽ được bà cứu độ. Đấy, đấy, thì chúng ta thấy rất nhiều. Mấy năm trước là ở Quảng Ninh này rất nhiều người đi theo cái đạo của cô Thanh Hải. Nhưng sau khi mà Thầy giảng giải thì mọi người chuyển biết được cái đấy là sai lệch. Thế thì để làm thế nào không bị tà đạo lôi kéo? Thế các con muốn không bị tà đạo lôi kéo thì thứ nhất đấy, vừa nãy Thầy nói các con phải có chỗ nương tựa vững chắc. Và có gì khi đã nương tựa quý Thầy rồi thì các con bạch các Thầy. Con bạch Thầy cái đạo Hội Thánh của Đức Chúa Trời này là có phải là chính đạo, có tu học được không? Thầy bảo không, các con phải dừng ngay nhé. Đừng mon men, đừng kết duyên với những người này. Dừng ngay, nghe không? Là các con dừng. Pháp Luân Công có được không Thầy? Dừng ngay, là dừng ngay. Tin kính Thầy dừng ngay, đừng dính vào. Mất thời gian mà mình lại còn bị nguy hiểm. Khi mắc vào đấy rồi, vào đấy lỡ thề thốt với họ rồi, tự nhiên mình sợ, nghe không? Bắt đấy vào đấy phải thề thế này, phải thề thế kia. Xong rồi mình lại sợ, thề rồi giờ muốn bỏ lại sợ. Đó, cho nên các con có chỗ nương tựa vững chắc thì mình không bị dụ dỗ vào cái đó. Thứ hai, các con phải đã có chỗ nương tựa rồi, các con phải chăm chỉ nghiên cứu tu học Phật Pháp nhé, để mình có được đầy đủ cái nhãn quan, cái thế giới quan đầy đủ, nhân sinh quan mình đầy đủ thì mình không bị họ lôi kéo. Thế còn mình mơ mơ màng màng, và tuy nương tựa Thầy nhưng đầu óc mơ mơ màng màng, không phân biệt được đúng sai, thiện ác, là họ vẫn đến dụ mình được. Nghe không? Có khi họ dụ bằng nhiều cách đấy. Mình thiếu tiền họ cho mượn tiền. Thầy còn nói có khi họ còn cho mình uống những cái thứ nước đấy các con ạ. Những thứ nước mà trong đó họ có những cái chất kích thích để làm cho tâm hồn mình nó mê mẩn đi. Và họ dụ ra và họ thôi miên mình cái kiểu như thế. Rất nguy hiểm đấy. Đấy. Cho nên các con nhớ nhé. Cho nên thứ nhất là mình nương tựa vững chắc, lòng tin vào chư Tăng và đại chúng một cách vững chắc, không lung lay. Khi quy Phật thì Phật dạy quy Phật rồi,
không quy ngoại đạo, không quy trời thần quỷ vật, quy giáo pháp Phật, không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi, không quy thầy tà và bạn ác, nhóm ác, bạn ác. Mình phải nhớ, thế thì mình phải một lòng. Nếu mình kính thầy, tin thầy, có gì mình cũng bạch, mình hỏi thầy, hỏi chúng tăng, thì mình không bao giờ mình bị những người kia họ dụ dỗ. Lập trường quan điểm vững vàng. Thứ hai, chịu khó học hỏi giáo lý Phật Pháp để mình mở mang chính kiến của mình, không bị lầm lạc nhé, thì không ai lôi kéo được mình. Đấy gọi là bản lĩnh đấy. Người đời thì người ta gọi là bản lĩnh chính trị phải vững vàng, nghe không? Còn bây giờ tôi là gọi là bản lĩnh Phật Pháp phải vững vàng, không ai lôi được, mà dụ cái gì cũng không dụ tôi được. Đấy, ngày xưa trước khi thầy đi tu cũng thế, khi mà thầy một lòng nương tựa Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thì rất nhiều những người, kể cả những các cái vị đồng báo ngộ đến, họ lôi kéo thầy, bảo chú là có cái căn ấy, phải đi hầu phải thế nọ thế kia. Nhưng mà tự nhiên thầy thấy là không thể nào được, thầy cũng có đến thầy dự một vài canh hầu, nhưng mà không thể nào nó nhập vào tâm thầy được. Mình thấy nó cứ thế nào á, thì thầy biết là thầy có được sự bảo hộ. À, bảo hộ, nghe không? Đấy. Thế rồi thầy nói các con, thầy có cô bạn gái người Thiên Chúa giáo, nghe không? Đấy, cô bạn gái thầy Thiên Chúa giáo. Nhưng mà rồi tự nhiên ấy, thầy nói là tự nhiên cái sự bảo hộ nó khiến cho thầy với người ta không thể đến với nhau. À, không đến nhau. Đấy. Đấy là thầy, câu chuyện này thầy có thể chưa kể, các con chưa nghe, nghe không? Rất là lạ kỳ, rất lạ kỳ. Giống như có một người giữ mình lại, không cho mình mắc vào. Rất là hay. Đó, đấy thì thầy nói cái năng lực gia trì khi mình nhất tâm nương tựa nó được những cái đấy. Nhá, và bên cạnh đó là các con chịu khó học hỏi giáo lý, đào sâu tư duy giáo lý thì mình không bao giờ bị những các cái giáo lý ngoại đạo, tà đạo lôi kéo mình. Đó, đấy là tư tưởng thứ hai, câu trả lời câu hỏi thứ hai. Câu ba đâu rồi? Các con không xếp cái này theo thứ tự hả? Rồi, thầy vớ được câu nào thì trả câu đấy đó nha. Câu hỏi này, các bạn này hỏi: Kính bạch thầy, con đã quy y Tam Bảo rồi. Hiện con đang có người yêu là người khác đạo. Nếu mai này khi con lấy anh ấy về mà vẫn muốn được đến chùa thì có sao không? Hay phải theo nhà chồng luôn ạ? Con xin thầy giải đáp cho con nha. Bạn này hỏi rằng bạn ấy có người yêu là người khác với đạo, mà bạn ấy đã quy y Tam Bảo làm đệ tử của Phật rồi, nghe không? Ở đây các con có ai như thế không? Rồi có một vài bàn tay nhú nhú lên rồi nha. Cái chuyện này ấy thì cũng thường xảy ra thôi, tại vì thầy nói là tình yêu á, thì họ nó chả có cái ranh giới gì cả, không phân biệt và tôn giáo, màu da, sắc tộc, chủng tộc gì cả. Có khi mình da trắng đi yêu người da đen xì cũng có, nghe không? Đó, mình ở Việt Nam yêu người ở mãi tận đầu, tận đâu, tận Mỹ, tận Canada, đó, hay là Đài Loan, chuyện ấy vẫn có, nghe không? Thế thì đó là tình yêu mà, thì nó không có câu nệ những cái thứ đấy, nghe không? Nhá. Cho nên cái việc này, thầy nói này, cái việc các con yêu nhau thì chúng ta biết rồi, nó phải xuất phát từ trái tim của hai người, đồng cảm cùng nhịp, nhiều cái hợp với nhau, sở thích mọi cái, mình mới yêu. Thế rồi nó thực ra mà nói, đấy là thầy nói về mặt hiện tượng của xã hội, còn về mặt gì, tâm linh thì nó còn do nghiệp nữa đấy nhá. Nghiệp nó bắt phải yêu nhau, nhìn thấy nhau cái là tóe lửa cái là yêu ngay, nghe không? Là nghiệp. Mà nghiệp thầy nói là yêu nhau, đến với nhau rất ngọt ngào, nhưng mà cái kết của nó là đắng lắm đấy. Nhiều khi là trả nợ nhau đấy, đến nhau để chiến đấu với nhau đấy. Nhưng mà ban đầu bao giờ cũng là ngọt ngào hơn là mật nhiều, nghe không? À, thầy nói thật nhé, nên để các con kinh nghiệm. Đến với nhau vô cùng ngọt ngào, phải nói là say đắm, không thể thể vắng nhau dù là trong một giây đâu. Trong đầu lúc nào cũng có bóng của nhau, kinh khủng lắm. Ấy thế đấy, nhưng mà đấy lại là mở đầu cho một cái vở kịch rất là bi đát đấy. Chưa biết chừng.
nghiệp đấy. Có thể hai người này trong tiền kiếp ấy là oán thù của nhau, nhé, nguyện sẽ hại nhau, làm khổ nhau kịch liệt. Kiếp này lỡ dỡ gặp lại nhau, mà bắt đầu là từ một cái rất ngọt ngào. Để ngọt ngào như thế để không rời nhau. Chứ bây giờ hai người này muốn trả thù nhau mà lại sợ ở xa nhau thì làm sao mà trả thù nhau được. Nó phải đến với nhau, phải ở một nhà với nhau, hành nhau mới, nó mới bỏ, nghe không? Đấy. Đấy, cho nên Thầy nói nhé, nhiều khi còn do nghiệp nhé. Thế còn ở trần gian thì các con nói là trái tim mình rung động, wow. Rồi thấy cái gì cũng hợp, nhìn thấy anh ấy cái gì cũng hợp, cũng thích, mình cũng yêu hết. Yêu từ cái mắt, cái tay, cái chân, cái gì mình yêu, hàm răng, mái tóc, cái dáng người đến cái áo lôi thôi bụi bặm của anh, cái quần rách của anh mình cũng yêu. Đấy, nó yêu thì nó thế đấy. Nhưng mà các con biết không, đấy là nghiệp. Nghiệp nó xui mình lên, nó bảo thích đi, cái này cái gì cũng thích đấy, nó xui mình. Nên là mình nhìn cái gì mình thấy thích cả. Đấy, các con hiểu không? Đấy, thật, các con yêu rồi con biết đấy. Mà thấy cái kiểu lôi thôi của anh có khi mình lại cũng thích. Thấy cái hàm răng xỉn của anh ấy mình có khi cũng thích. Đấy, vậy đấy, nó yêu thì nó nghiệp nó xui lên mà. Cho nên với con mắt tâm linh nhà Phật thì biết rằng yêu này là do nghiệp nữa đấy các con nha. Chứ không phải là cái chuyện là tim dung với nhau rồi là mình yêu đâu, mà nghiệp nó khiến lên, nó khiến cả tim mình đập giống nhau lắm. Đứng cạnh nhau nghe đập từng nhịp thình thịch giống nhau. Mà hóa ra là nghiệp đấy con ạ. Nhá, con biết là cái yêu nhau này đối với đạo Phật thực sự là duyên nghiệp đó. Nhá. Thế còn thế thì duyên nghiệp. Thế nó chẳng kể các con tái sinh, người này tái sinh làm người da đen, người này tái sinh làm người da trắng, rồi gặp nhau vẫn yêu nhau như thường. Nghe không? Người ở miền Bắc, người miền Nam vẫn yêu nhau như thường. Người ở đẳng cấp rất cao, con nhà rất giàu nhưng gặp một cái người rất nghèo khổ ở nhà đi gánh phân, thế mà lại yêu nhau. Đấy. Một người con công tử, con khoan nó đi yêu cái cô gái đi gánh phân ở chợ Cổ Nhuế, như thế đấy, yêu nhau. Đấy. Đấy. Cô đi cô giao, ai bán phân, tôi phân tươi đây, thế mà nghe giọng cô lại thích, thế là nghiệp đấy. Đấy. Yêu nhau, con thấy không? Thế thì con biết là nghiệp, nhưng nghiệp khiến lên. Thế thì ở đây á, đây Thầy phân tích sâu về mặt tâm linh Phật Pháp để con hiểu. Yêu nhau là còn do nghiệp, do duyên nghiệp từ tiền kiếp nó dẫn đến đấy. Thế thì để chúng ta làm sao? Để chúng ta biết rất rõ bản chất của yêu đương là thế. Thế nhưng các con là người tại gia thì rồi vẫn phải đến với nhau, rồi phải xây dựng gia đình, nghe không? Để trả nợ, trả ân, trả oán với nhau. Ở trong đó, gia đình là cái chỗ trả ân, trả oán nhau đấy, kể cả con cái của mình sau này, không ra ngoài cái ân, cái oán đâu. Không ra ngoài đâu nhé. Thế thì bây giờ nếu mà các con mà phải trả nợ, phải cái ông khác đạo với mình, thế nó mới là chướng ngại, nghe không? Thì làm sao? Thế bạn ấy lo mai ngày lấy nhau về mà vẫn muốn được đi chùa thì có sao không? Đương nhiên Thầy nói thế này, nếu con có bản lĩnh nhé, đấy, thâm nhập Phật Pháp, có bản lĩnh rồi, có đầy đủ kiến thức nào. Thực ra đây Thầy nói con, ngày xưa Thầy yêu cái cô bạn Thiên Chúa Giáo đấy, nhưng mà chính là cô bạn ấy, Thầy lại phải theo Thầy đi chùa. Đấy, chứ còn đúng người bên Công Giáo, người ta bắt mình phải đi theo người ta đấy, phải đi theo người ta rất nhiều, phải đến đấy nhà thờ rửa tội. Tất nhiên Thầy cũng chiều cô, Thầy cũng đến nhà thờ, nhưng mà cô cũng phải theo Thầy đi nhà chùa lễ Phật hết, đi nghe kinh Pháp Phật, nghe không? Thế là phải do mình nhé. Nên trong cái tình yêu, thế thì đối với bạn này, nghe không? Thì bạn đi chùa không có ảnh hưởng gì cả. Có thể, ví dụ Thầy nói người yêu của bạn này là theo đạo Công Giáo đi, thì mình vẫn đi chùa được bình thường, nghe không? Nhưng mà nếu bên đó người ta bắt mình phải theo, mà con vẫn muốn giữ, con là tín đồ của đạo Phật, đệ tử của Phật giáo, thì con cũng thưa chuyện thật với anh ấy, với gia đình anh ấy, là em là đệ tử Phật, em không thể bỏ Phật được, nghe không? Cái này không thể bỏ Phật được, nhé. Cái này con phải giữ vững, nha. Thầy nói là thà các con bỏ người yêu chứ đừng lên bỏ Phật, nhé. Thà bỏ người yêu đừng có bỏ Phật, quan điểm rõ ràng. Người yêu không có anh này thì có chàng khác, biết đâu chàng khác còn hay hơn, anh lại còn Phật Pháp hay nữa, nghe không? Chứ mà bỏ Phật rồi là mình muôn kiếp mình chìm đắm đấy. Được kiếp này được gặp Phật rồi mà mình bỏ là muôn kiếp chìm đắm, nó khổ ghê lắm. Sau này con có về trong nhà con ở, nhưng tâm con nó vẫn thỉnh, con vẫn còn nhớ Phật, mà con không được lễ Phật, không được đi chùa, nó day dứt, nó khổ ghê lắm.
nó sinh thành bệnh hoạn ấy. Nhé. Cho nên Thầy nói là nếu có người yêu khác đạo, mình đang là Phật tử thì phải thổ lộ hết cho anh biết, cho cả gia đình anh biết con là Phật tử. Và đối với Phật tử thì Phật rất thoải mái, nghe không? Có thể là người yêu hay chồng con đi theo tôn giáo nào cũng không sao, nhưng mà riêng con là con là Phật tử thì bố mẹ đừng bắt con phải bỏ Phật pháp, con vẫn theo đạo Phật, con vẫn đi chùa. Nếu mà các bác chấp nhận được thế thì con về làm dâu, còn không thôi. Anh chấp nhận thì em lấy, không thôi. Rõ ràng quan điểm dứt khoát, em không thể nào bỏ Phật được, còn bỏ anh thì em bỏ, không bỏ Phật. Dứt khoát thế, dứt quan điểm, lập trường. Lập tức con nói thế là người ta phải chiều mình, nghe không? Mà ngay từ đầu phải có cái cam kết rõ ràng. Đấy, các con mà yêu người khác đạo là phải ngay từ đầu phải rõ ràng. Chứ không họ có những cái chính sách họ lấn tới đấy. Bên đấy họ có cái chương trình, những cái chương trình nếu rủ rỗ được một người nào theo bên đấy, họ được được những cái gọi là được thêm những các cái công ở bên đó đó nhá. Thì mình phải có cái quan điểm dứt khoát rõ ràng ngay từ đầu, nghe không? Không thì thôi đó, quan điểm phải rõ ràng, phải tự do. Vì tín ngưỡng hoặc tôn giáo là một cái gì đấy rất là thiêng liêng, nó là cả cuộc đời mình đấy. Đấy, các con mà đánh mất là mình rất là khổ, sau này khổ lắm, nghe không? Cho nên đối với bạn này thì Thầy khuyên bạn lên có bày tỏ quan điểm ngay từ đầu. Những gia đình công giáo mà người ta thoáng thoáng ấy, thì người ta cũng rất thoải mái. Đấy, cái cô bạn của Thầy ngày xưa ấy, khi người ta biết Thầy là Phật tử thuần thành, người ta thoải mái lắm. Ta cũng, cả gia đình cũng đi theo Thầy đi lễ chùa luôn. Không có nghi gì ngại cả. Họ rất là chiều, nghe không? Không có gì cả, nhé. Thế cho con phải có bản lĩnh, các con phải có bản lĩnh, nghe không? Phải bản lĩnh rõ ràng, mà chính cái bản lĩnh mày làm nên giá trị của mình đấy. Chứ mình mà nhu nhược quá là mình không có giá trị đâu, nghe không? Sau này mình sẽ khổ, sẽ khổ. Nha, đấy là trả lời cho một bạn này. Các bạn hỏi, kính chào Thầy. Thầy cho con hỏi, lúc con còn nhỏ, khoảng 6 tuổi, con cùng hai bạn hàng xóm có trò chơi là bắt con cóc chui trong gốc cây, rồi nghịch bằng cách giết, lấy que chọc vần cho đến lúc con cóc kiệt sức và chết đi. Có lúc cho vào ống bơ nhốt, lúc chết bọn con còn cho vào ống bơ rồi đun lên. Năm nay con đã 23 tuổi và chuyện cũng đã cách đây những 17 năm. Khi con nghe Thầy giảng về nhân quả nghiệp báo thì tự con thấy hành động đó là không đúng và con thấy day dứt vô cùng. Thưa Thầy, bây giờ con nên làm gì để bớt những ám ảnh về việc làm lúc bé ạ? Con cảm ơn Thầy. Các bạn hỏi câu hỏi này, Thầy cũng rất là đồng cảm. Thực ra thì bản thân Thầy hồi bé cũng thế, cũng nghịch lắm. Bắt cào cào châu chấu, cấu đầu, gọi là rút ruột là bình thường, nghe không? Bắt ngoe, bắt nhái, đủ thứ hết đấy. Rồi đấy, các con hồi bé làm cua thì phải bóc mai bỏ vỏ chứ, đúng không? Cũng ghê lắm. Cho nên một thời gọi là ngây thơ không biết gì, ai mà không phạm cái này nha. Thế thì ở đây Thầy nói là lớn lên rồi mình mới biết, lương tâm mình nó mới lớn lên, mình mới thấy được à, như thế là xấu, là ác. Rồi sau này học Phật mình mới biết thấy cái đấy là tội. Thế thì cái thuở ấu thơ ấy, nhà ai cũng thế cả đấy mà. Thì ở đây Thầy nói là đối với con vật, con cóc, con nhái, con giun, con dế, con châu chấu, cào cào, những con đấy là con vật, thì nó thuộc về chúng sinh bậc hạ, loài người, cha mẹ mình này, các bậc sư tăng, phụ mẫu, thánh nhân là bậc thượng thượng. Nếu chúng ta sát giết phải những đối tượng này thì quả báo cực cực nặng, nghe không? Thế còn những con vật ấy nó gọi là bậc hạ, con lợn cho đến con mèo, con trâu, con chó, con gà, con vịt, con tôm, con tép, con cào cào, châu chấu, ếch nhái đấy, cóc đều là chúng sinh bậc hạ, nghe không? Thì có sát mạng chúng thì mình tội vẫn còn nhẹ nhé, nhẹ đó. Chứ còn nếu mà bảo mà không mà sát sinh một con vật nào thì không ai giữ được cả. Các con đi đường cũng dẫm chết con giun, con kiến, không tránh khỏi nhé. Nhưng mình không cố ý, cố tâm là được. Lỡ phạm phải thì nó không vấn đề gì. Và tất nhiên, Thầy nói nếu mà chúng ta đã làm việc này thì mình vẫn có cái quả báo nhé. Thầy kể cái câu chuyện các con nghe nè. Năm Thầy tỳ kheo về thăm Đức Phật đấy. Khi trên đường về đi qua cái bản này, vào đấy dân làng cúng dường, xất bát cúng dường xong,
ăn xong, độ ngọ xong thì các thầy vào trong núi để nghỉ, chui vào cái hang, ngồi trong đấy ngủ để tính qua đêm rồi hôm sau đi tiếp. Thế thì ngủ trong hang đến nửa đêm thì tự nhiên động đất, một tảng đá rất lớn từ trên núi nó lăn xuống, nó bịt kín cửa hang, không đi ra được. Dân làng hôm sau biết là các thầy ở trong hang thì thấy tảng đá nó bịt rồi, thì mang đủ các thứ ra, gậy gộc cuốc xẻng ra để cậy, không thể cậy được tảng đá nó lớn quá. Thì chấp nhận, thôi đành phải bỏ chứ biết làm nào, sao mà cậy được cái núi này ra. Và năm thầy thì chấp nhận thôi, thế này thì chết rồi. Thế là ở trong đấy thôi ngồi thiền để đợi chết thôi. Thế ai có ngờ đâu thì đúng đến ngày thứ bảy thì là tự nhiên một cái trận động đất khác nó lại làm cho tảng đá nó lăn đi. Thế là năm thầy ra được, lò dò chui ra. Dân làng đón mừng quá, rước về phục sức cho các thầy khỏe mạnh. Rồi các thầy lại lên đường đi về gặp Phật. Thế thì khi về đến tinh xá vào gặp Phật thì Phật hỏi, thế các ông đi đường có bình an không? Thế thì các ngài bạch Thế Tôn, còn chúng con là suýt chết đấy, tí nữa thì chết. Chúng con bạch Thế Tôn, chúng con bị mắc kẹt trong cái hang đá, hòn đá nó chẹn như thế, không biết có nhân duyên gì không, xin Phật nói cho chúng con được rõ. Phật bảo ta biết, các ông ngồi xuống đây. Phật mới nói, Phật mới kể, tiền kiếp năm ông là năm đứa trẻ chăn trâu, đi thả trâu ngoài đồng, nhìn thấy một con rắn mối, thế là đuổi, hò nhau đuổi nó chạy tụt vào trong hang. Thế là mấy ông mới đi lấy sỏi, lấy đất lấp cửa hang lại để cho nó chết, nghe không? Đấy, thế sau đó là bỏ về, chăn đi bỏ về nhà. Một tuần sau đi chăn trâu cũng đến chỗ đấy, mới nhớ bảo, ô, tuần trước mình nhốt một con thằn lằn, con rắn mối ở trong này, không biết nó sống hay chết. Thế là mang que, mang kia cậy đá, cậy sỏi ra. Cậy ra thì con rắn nó cũng chưa chết. Nhưng mà một tuần nó đói, nó cũng lò dò chui ra, run rẩy, mắt nó rất là sợ. Thế thì mấy chú bé này lại trông thấy nó lại thương, thấy nó run rẩy yếu đuối thế thương, và thôi tha cho nó, không giết nó nữa để cho nó đi kiếm mồi nó ăn. Thì Phật bảo đó, do ác nghiệp các ông như vậy, cho nên kiếp này các ông bị quả báo đá nó chặn hang. Nếu kiếp trước ấy, một con rắn ấy, nó chết ấy, thì kiếp này cả năm ông cũng phải bỏ mạng đấy. Nghe không? Rất may cho các ông là nó không chết. Nghe không? Cho nên các ông bị quả báo cùng một cái nghiệp nha, cùng nghiệp. Thế thì vậy thì bây giờ bạn này đã cho con cóc vào như thế thì mình có báo không? Đương nhiên mình sẽ có báo nha. Thế nếu mà con mà biết sám hối nhé, con thành tâm bây giờ biết Phật Pháp này, lễ Phật sám hối, hôm nay đã bạch Thầy được câu này, cũng coi như là sám hối với Thầy, với Chư Tăng rồi, thì tội này nó sẽ tiêu, nó sẽ nhẹ đi rất nhiều nhé. Nó sẽ nhẹ đi rất nhiều. Đấy, cho nên tất cả các con ở đây Thầy nói các con chắc là hồi bé đứa nào cũng mắc những cái tội này, thì nên phát lộ sám hối nhé. Lễ Phật sám hối hoặc là bạch với Chư Tăng chúng con sám hối. Những tội từ bé đến giờ con lỡ sát hại chúng sinh rất nhiều như thế, ác như thế. Đấy. Đây Thầy kể câu chuyện một người anh trai của Thầy đấy. Hồi bé anh ấy có cái cũng ác lắm. Nhà thì nhà lông mà thóc để trong bồ, chuột nó vào nó cắn thủng bồ ra rồi nó ăn thóc. Thế thì anh ấy rất là thông minh. Anh mới nghĩ cách đánh bắt một con chuột tương đối to. Anh về anh lấy hạt đậu đen ấy, anh nhét vào hậu môn nó, thấy không? Xong rồi khâu nó lại. Đấy. Thế thì nó không, Thầy nói thật là nó không đi đại tiện được. Thì các con biết là nào? Nó điên. Nên các con thử nhịn xem. Nhịn một vài tiếng không điên lên nào. Nó điên lên. Thì con này nó điên lên, nó đi nó cắn chết những con chuột khác. Nó điên quá mà. Nó bị điên đấy con. Đúng là không đi đại tiện được là sẽ điên ngay. Cái chất độc ở trong phân nó ngấm vào cơ thể mình làm mình điên. Thế con chuột này điên, nó đi nó cắn chết rất nhiều con chuột khác. Thế mà các con biết sau đó thì cái bác này bác bị quả báo. Bác đi bộ đội là bác bị bệnh táo bón. Kinh liên. Táo bón khủng khiếp luôn. Ăn đủ các loại rau, đủ thứ nhuận tràng mà vẫn táo bón. Đến nỗi Thầy nói thật đấy, khi mà bác ấy về nhà đấy, là anh trai Thầy đấy. Về nhà là đi đại tiện không được, phải chồng mông lên này. Bà cụ như Thầy, bà lấy que, bà cậy từng tí một đấy. Khổ lắm rồi chứ. Đấy. Các con thấy quả báo hiện tiền nhá. Sau này thì anh ấy về sau nó qua được cái nghiệp ấy đi rồi. Thầy lúc Thầy biết Phật Pháp, Thầy nói cho bác cái sám hối đó.
Lúc ý thầy cũng đã mon men biết tí Phật pháp, thầy bảo bác thế tội, anh thế tội, phải sám hối đi, không thì quả báo. Thì nó qua được cái nghiệp ấy đấy nhá. Thế đấy, cho nên thầy nói là đã gieo nhân thì sẽ có quả, nhưng cái quả này nó có nguyên như thế hay nó chuyển đi là do mình hôm nay biết Phật pháp, ăn năn sám hối. Các con nghe không? Cho nên tại sao trong nhà Phật mình phải sám hối? Buổi tối con thấy ngày nào các thầy cũng sám hối là thế đó. Thì sám hối nó sẽ vơi, nó nhẹ, mình ăn năn về cái lỗi lầm. Như bạn này hôm nay bạn rất ăn năn, thì đấy là bạn đã được tiêu nghiệp dần đi rồi. Lại bạch vực với chư Tăng, với đại chúng thế này là tội mình đã càng tiêu đi được nhiều, càng nhẹ nhé. Đấy. Thế thì hôm nay coi như là bạn ấy đã được sám hối với chúng Tăng rồi, là tội nó sẽ được tiêu, nó sẽ được nhẹ nhé. Để mong các con cố gắng. Câu hỏi tiếp, kính bạch Thầy, năm nay con 24 tuổi, sinh năm Ất Hợi. Hoàn cảnh gia đình con nghèo khổ, nhà có hai anh em trai con là út. Bố mẹ đã gần 60 tuổi rồi, bố mẹ con thúc giục chuyện lập gia đình, nhưng con chưa có tâm trí nghĩ đến chuyện ấy. Con chỉ nghĩ đến công danh sự nghiệp của con sau này thôi. Gia đình con đang rất phiền lòng về chuyện này, xin Thầy cho con lời khuyên ạ. Con xin tri ân công đức trên Thầy. Bạn này nói rằng bạn ấy 24 tuổi, gia đình nghèo khổ, có hai anh em trai, bạn ấy là trai út, bố mẹ thì 60 rồi, gần 60 rồi, và ông bà cũng giục bạn ấy phải cưới vợ, nhưng mà bạn thì chưa nghĩ chuyện đấy. Bạn lo cho công danh sự nghiệp. Đương nhiên Thầy nói cái tuổi con trai bây giờ 23, 24 tuổi mà lấy vợ thì đúng là vẫn trẻ. Ngày xưa thì Thầy không nói, nhưng tuổi bây giờ con gái 18, 19, 20 mà lấy chồng thì là quá trẻ. Và kinh nghiệm cuộc sống va vấp nhiều cái chưa có. 23, 24 tuổi lấy vợ bây giờ vẫn là trẻ. Và các con nên khoảng 26, 27 thì nó còn hợp lý. 23, 21 vừa mới ra trường xong, nếu học đại học thì 22 ra trường, 23 đã cưới vợ. Chưa có kinh nghiệm nhiều. Thực sự mà nói đấy, các con mà lấy vợ, lấy chồng sớm quá thì cái hạnh phúc gia đình nó không được nhiều đâu. Lấy vợ một cái phải sinh con ra rồi, bắt đầu con bèo, con nhéo suốt ngày, nó làm cho mình rất khổ. Và đó, cho nên các con nên tích lũy thêm kinh nghiệm. Với bạn này Thầy cũng khuyên là nên để cho mình trưởng thành già dặn thêm. Con cũng nói với cha mẹ như vậy nha. Thế đương nhiên thì bố mẹ nào thì cũng mong, nhất là ông bà 60 rồi thì mong có cháu để bế lắm, nghe không? Đấy. Thế thì xem ông anh năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi, bảo bố mẹ giục ông ấy trước đi. Chứ lại không thì lại còi to cho vượt thế này thì nó rất là khó. Nhất là trong nhà thì nói như nhà mà mấy chị em gái, có bốn cô con gái, mà cô út thì lấy chồng trước, xong đến cô thứ ba là hai chị thế nào ấy. Người ta bảo chắc chắn hai cô này có vấn đề, cho nên không ai rước. Thế cho nên là bố mẹ mà khéo tâm lý thì phải đẩy tứ tự, phải không? Cô cả đi trước, cô hai đi theo, cô ba, cô tư. Chứ mà cho cô út mà lấy chồng trước là ba cô chị dễ rơi vào hoàn cảnh ế lắm đấy. Mình phải khéo. Thế thì bảo bố mẹ, bảo anh lấy vợ trước đi, bố mẹ thuyết phục được anh lấy vợ trước thì đến lượt con. Anh ấy chắc cũng phải 25, 26 rồi. Anh được tuổi rồi đấy, bố mẹ bảo anh lấy đi. Anh lấy xong thì đến con. Mình phải khéo, phải đẩy quả bóng sang cho anh ấy chứ. Đấy, thì con phải nói, và thực sự là con vì sự nghiệp lúc này là rất đúng. Tuổi trẻ các con, cái lúc mà cái tuổi hay từ 23 đến 30 là cái tuổi lập nghiệp đó, nghe không? Nha, lập nghiệp người ta gọi là tam thập nhi lập, phải lập nghiệp trong lúc này. Công ăn việc làm phải có, chưa có công ăn việc làm đòi vợ con cái gì? Nuôi mình còn không xong mà còn lấy vợ, nuôi con làm sao? Vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ thì làm sao các con có hạnh phúc được, nghe không? Cho nên phải lập nghiệp, kiếm ra tiền, ít nhất nuôi được mình và nuôi được vợ với con, ít nhất. Không thì phải nuôi mình và nuôi được con. Đấy, thì còn vợ tự làm, tự nuôi. Đấy, thì mới gọi là có cớ để mà lấy vợ chứ. Cho nên nó không nuôi nổi mình nữa mà đòi lấy vợ thì mang nợ cho cha mẹ, khổ thêm. Quan điểm của Thầy các con nên như thế, tuổi trẻ con nên tự lập, làm được tiền, nuôi mình trước đã. Và ít nhất nuôi được một người nữa thì mới được lấy vợ, mới nên lấy vợ. Chứ còn mà chưa nuôi nổi mình mà đòi lấy vợ là cả một cái vấn đề rất phức tạp. Thanh niên thời nay phải nên như thế, phải lập nghiệp. Thì trong cái tuổi này các con nên học hành này, tu trí này và làm việc để làm sao có thu nhập được tăng lên,
đến khoảng độ 26, 27 tuổi lấy vợ cũng được, 28 tuổi lấy vợ cũng được, không có vấn đề gì cả. Đấy nhá. Thế thì Thầy khuyên con nên đẩy cái quả bóng lấy vợ này sang cho ông anh giai, và bố mẹ bảo anh lấy đi, lấy vợ trước đi nha. Thế hay là ông anh giai có vấn đề gì chăng? Nha, ông có bị làm sao không nhá? Thế thì Thầy chưa biết thì bạn không nói trong đây. Thế cứ bảo bố mẹ bảo anh lấy trước đi, rồi đến con. Con cũng có chuẩn bị rồi, nhưng bố mẹ phải anh phải lấy trước nha. Không thì các bạn con nó lại bảo con còi to quá thì đòi vượt thì không hay nha. Câu hỏi tiếp theo. Bạn này hỏi: Kính bạch Thầy, xin phép Thầy cho con được hỏi, từ khi con biết đến Phật Pháp thì con cũng cố gắng tu mình, giúp đỡ mọi người để tạo phước, nhưng con thấy số con không được may mắn lắm. Thưa Thầy, có phải con đang trả nghiệp không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Bạn này nói rằng từ khi bạn ấy biết Phật Pháp thì bạn rất cố gắng tu dưỡng, sửa mình và giúp đỡ mọi người tạo phước, nhưng mà làm sao số bạn vẫn thấy bạn ấy không may mắn. Thế thì phải biết rằng cái nghiệp cũ của bạn ấy từ tiền kiếp, tức là những kiếp về trước, nó đang trổ quả ra trong kiếp này, mình đang phải trả. Nha. Mình bắt đầu biết tu dưỡng, biết sống tốt, làm tốt, giúp đỡ mọi người, mà sao mình chưa được hưởng cái quả của cái việc này? Là vì cái quả cũ kia nó đến kỳ nó trổ rồi. Trong tiền kiếp mình cũng đã từng sống ích kỷ, chưa giúp đỡ ai, không có sống tốt, không làm phúc bao giờ. Bây giờ mình đang trả cái quả đấy. Cái quả đấy là mình phải đau khổ, phải bất hạnh. Đó, đang phải trả, chưa hết. Mà bao giờ nó hết cái đấy? Thì muốn nó hết nhanh thì con lại càng phải tu tích cực. Thì giờ mình lại càng phải rèn luyện, phải sống tốt, phải rèn luyện hơn nữa. Thì nó sẽ hết nhanh, tức là trả nợ nhanh thì hết nợ. Hết nợ thì lúc ấy là xanh sang rồi, nghe không? Hết nợ thì mới thoải mái được. Lúc ấy có phúc để dư rồi, có của ăn của để thì lúc ấy thoải mái. Tiền của mình tự mình tiêu, có phúc đấy là như vậy, nghe không? Thế thì cho nên bạn ấy hỏi là có phải con đang trả nghiệp không? Thì đúng rồi, bạn ấy đang trả cái nghiệp cũ. Tất cả các con ở đây cũng thế. Nếu thấy mình vẫn còn nhiều cái chướng ngại, khó khăn, hoặc là mình biết cái nghiệp cũ mình đã gây. Ở đây Thầy nói nghiệp cũ không phải là chỉ là những nghiệp trong kiếp trước, mà ngay cả nghiệp từ bé các con gây giờ nó cũng là nghiệp cũ đấy. Từ bé giờ các con ngang ngạnh, bướng bỉnh, lười học, chơi bời, trác táng, thì đến bây giờ là nó sinh ra những cái quả của ngay trong kiếp này, chứ đừng nói đến kiếp cũ. Kiếp cũ thường nó ảnh hưởng cái gì? Kiếp cũ nó ảnh hưởng thứ nhất, nó quyết định các con là gì? Các con sinh ra là con trai hay con gái, đấy là nghiệp của kiếp cũ nha. Nghiệp kiếp cũ sinh ra các con là con trai hay con gái, sinh ra xấu hay đẹp từ hồi bé, lành lặn hay là đùi què mẻ sứt từ bé, đấy là nghiệp của kiếp cũ. Sinh ra làm con của cha mẹ nào, nhà giàu hay nhà nghèo, và nhà giai cấp nào, tầng lớp nào, đấy là nghiệp cũ nó quy định nha. Là nghiệp cũ. Sinh ra cái phẩm chất bên trong là thông minh hay đần độn cũng là do nghiệp cũ. Nha, nghiệp cũ nó chi phối. Đó, xấu đẹp, thông minh, đần độn, đen trắng, nốt ruồi ở vị trí chỗ nào là do nghiệp cũ hết đấy. Nghe không? Hình thể ra sao là do nghiệp cũ của kiếp trước lúc quy định. Đấy. Thế còn những cái gì của kiếp này này, từ khi các con lớn lên bắt đầu biết nhận thức nha. Cái lúc bé, toàn bộ cái thời lúc bé từ sinh ra đến khoảng 7 tuổi là nghiệp cũ chi phối gần như cơ bản. Nhưng từ khi các con mà biết nhận thức, có thể từ 7 tuổi trở đi, các con biết việc thiện, việc ác rồi. Thế này là thiện, thế này là ác, thế này là ngoan, thế này là hư. Biết rồi, thì lúc ấy là bắt đầu các con tạo tác nghiệp mới. Nếu bố dạy, mẹ dạy là không được làm việc này là hư, con cứ làm, đấy là con tạo nghiệp trái nghịch với cha mẹ. Và nếu bố mẹ bảo đi phải chào, phải không? Đi phải chào, thư về phải hỏi, thư đi hỏi, về chào. Ví dụ thế, mà con không nghe, thì con là hư, hư là nghiệp trái ngang, là con đang gây nghiệp nhé. Cha mẹ dạy đằng con làm nẻo, rồi con buông lung, con lười biếng, con ăn chơi trác táng, đấy là con tạo nghiệp mới, nghiệp mới nhé. Nghiệp cũ nó có chi phối, nhưng cái này là cái nghiệp mới đấy. Cho nên không phải là cái nghiệp là đổ hết tại kiếp trước đâu, mà ngay cả kiếp này đó, ngay cả kiếp này trong nó cũng thành trở thành nghiệp hết chứ không phải không. Ngày hôm qua đã tạo thành cái nghiệp, nó cũng ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Ví dụ hôm qua các con đi đánh nhau là tạo một cái nghiệp nhân không tốt. Đến ngày hôm nay cái thằng nó bị đánh, nó đến tìm đến nó đòi trả thù của con, đấy là nghiệp quả của con đấy. Phải không? Đấy là do kiếp này mình gây ra đấy chứ. Còn hôm qua mình biết nhịn một tí mà không đánh nó,
không to lời lớn tiếng với nó thì hôm nay không có cái quả này xảy ra. Phải không? Như vậy các con phải nhìn nhân quả nghiệp báo nó rất là xuyên suốt, rất là liên tục. Phải không? Nó là một dòng chảy liên tục chứ không phải gián đoạn đâu. Ngày hôm qua gây nhân, ngày hôm nay có thể đã trả quả. Phải không? Năm trước gây nhân, năm nay có thể trả quả. Phải không? Bây giờ gây nhân có thể kiếp sau tâm quả nó mới trổ, mới trả quả. Đấy, nha. Thế thì để bạn này hiểu được, thì mình cũng đang trả nghiệp. Nhớ, nếu muốn trả nghiệp nhanh thì mình phải tinh tấn, tích cực tu dưỡng thật nhiều, rèn luyện mình thật tốt, chăm học, rồi các cái phần đạo đức mình phải vun bồi. Càng nhanh, mình càng trả nghiệp được sớm. Nghe không? Trả nghiệp được sớm. Đó, đấy là trả lời câu hỏi số 18. Câu hỏi số 5, bạn này hỏi: Bạch Thầy, để bắt đầu tìm hiểu đạo Phật thì con phải học hỏi kinh sách nào trước để dễ hiểu và phù hợp ạ? Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Thầy. Bạn này hỏi là bắt đầu tìm hiểu đạo Phật thì phải học hỏi kinh sách nào trước để dễ hiểu. Thế thì các con nên tìm những cái bộ sách, ví dụ như là bộ sách Bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nhé, là Hòa Thượng nói từ những cái rất căn bản. Đó, rồi bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đấy, đấy là những bộ sách căn bản các Hòa Thượng tôn túc đã soạn ra cho chúng ta, để chúng ta dễ học, dễ hiểu. Thầy đầu tiên đi học Phật, Thầy cũng đọc những quyển sách như vậy đấy, tìm hiểu những giáo lý căn bản ban đầu. Nha. Đó, bên cạnh đó các con học hỏi từ nơi chư Tăng để cho mình được vững chắc kiến thức, nha, ổn định về đức tin. Đó, đấy là câu hỏi số 5. Câu hỏi số 13, bạn này hỏi: Kính Bạch Thầy, con rất sợ ma, nhưng con lại không biết ma có thật hay không. Liệu ma có thật sự tồn tại không ạ? Nếu có thì tại sao mình lại không nhìn thấy ạ? Ở đây các con, những ai sợ ma giơ tay nào. Gần như hết cả lớp, đúng không? Thực ra, hồi bé thì ai cũng bị dọa ma, không dọa ma thì dọa ông Ba Bị, đúng không? Chẳng biết cái ông Ba Bị là ông gì. Thế nhưng mà cứ bảo ông này, ông Ba Bị, ông nên bắt đấy, là sợ. Thế thì Thầy là hay bị dọa Ba Bị nhất. Nhưng ở nhà Thầy ngày xưa không dọa ma mà dọa Ba Bị. Thế thì trước hết tại sao ma nó sợ, là vì tâm lý, là chúng ta thấy là vì chúng ta không biết, không thấy. Chứ mà biết con ma nó lù lù giống như con voi, hay nó giống như cái con gì nó năm bảy đầu ấy, mình cũng nhìn thấy nó rồi thì lại không sợ. Nhưng vì không biết nó hình thù thế nào, thế cho nên mình mới sợ, cho nên người ta mới sợ ma. Chứ biết nó là một con vật gì đấy, nó ở cái chỗ góc nào đấy, ở rừng nào, hay là ở một cái chỗ nào, đường nào, đứng ở đường nào đấy, biết hình thù nó thế thì mình cũng, nó sẽ lúc đầu sợ một tí thôi, nhưng sau biết nó là như thế thì không có gì sợ nữa. Và không biết đại chúng đầu tiên nhìn thấy con cá sấu hay là con sư tử chẳng hạn, có thể là sợ, nhưng là sau biết nó rồi. Và mình sợ nó vì mình thấy nó hung dữ, mình sợ. Đấy, thế thì ma, thế là mình không nhìn thấy hình bóng nó. Và nghe người ta đồn đại là ma nó hay hớp hồn, hay bắt thế nọ thế kia, cho nên mình sợ. Chứ còn bảo ma, mà ma bảo ôi ma nó hay lắm, nếu mà gặp ma là may mắn lắm, ma gặp ma là lành này, ma nó đến nó sẽ đem cho mình nhiều thứ tốt đẹp, mà nó đem ngọt ngào đến chúng ta, nó đem may mắn, thế thì lại đua nhau mà gặp ma, đúng không? Đấy. Đấy. Thế nhưng mà đấy, chỉ khác nhau ở cái chữ thôi. Con bảo gặp ông thần là thích lắm, nghe không? Gặp thần là thích, ôi dồi, gặp hôm nay tôi đi tôi gặp thần, thần phù hộ cho tôi. Hay gặp ông Bụt, nghe không? Thích lắm, nên thích gặp Bụt. Mới bảo Bụt là tốt, Bụt lúc nào cũng từ bi cứu khổ, cho nên là ai cũng thích gặp Bụt. Thế nhưng nghe đến chữ ma thì sợ, vì ma từ trước nay cứ được gắn kết cho những cái gì đấy rất là ác, rất là ghê gớm. Thế cho nên chúng ta sợ. Sợ thứ nhất là vì không nhìn thấy hình bóng nó. Thứ hai là nó bị gắn vào nó rồi. Mình gọi là giống như là trong máy tính người ta gọi là gì? Gọi là gì? Hả các con? Không phải virus, mà gọi là các con định danh cho nó. Và nó là như thế. Đấy, các con định danh cho nó là như thế. Gán đấy, mình gọi là gán, cái phép gán. Gán cho nó. Nó là những cái ghê gớm ác quái như thế, cho mình sợ. Thế thì ở đây Thầy nói, vậy thì ma có thật hay không, thưa đại chúng?
Không biết cái này hôm qua cô Yến có nói chuyện chưa? Ma là hoàn toàn có thật các con ạ. Trong sáu đạo luân hồi mà Đức Phật thấy biết bằng con mắt thiên nhãn của Ngài thì Ngài thấy có cõi giới của loài ma gọi là ngã quỷ, các con nhớ. Ngã quỷ thực sự con mắt thường của chúng ta không thấy được, mắt thường chúng ta gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn tầm nhìn xa không quá 10 km, vật nhỏ thì nhỏ, cái cỡ mà dưới hạt bụi một tí là ta không nhìn thấy. Nghe không? Xa như thế là không thấy, nhỏ như thế là không thấy. Nghe không? Vi khuẩn, vi trùng mình có thấy đâu. Nó có đấy mà mình không thấy. Đấy là vì con mắt chúng ta nó chỉ thế thôi. Đấy. Còn con mắt của Phật, của Bậc Thánh thì tại thế hết. Cho nên là mắt mình nhìn bằng những cái sóng ánh sáng và cái thần kinh thị giác của mình, Thầy nói cái võng mạc mình nó chỉ phân tích được những cái sóng ánh sáng như thế thôi. Còn những cái nhỏ hơn nó không thấy, những cái gamma ánh sáng mà lớn hơn ấy, nó lại không thấy. Nghe không? Đó, cho nên chúng ta Thầy mới gọi là loài người thấy, nghe, cảm nhận về thế giới theo đúng cái kênh của loài người. Mình, Thầy ví dụ mình là đang tồn tại trong cái kênh giống như TV gọi là kênh VTV1 thì mình chẳng biết VTV2 họ làm gì. Nghe không? Bao giờ mà mình mở được cái kênh VTV2 thì mình biết được. Đức Phật là mở hết các kênh, Ngài thấy hết. Còn mình đang ở trong kênh VTV1 mà mình chưa mở được cái gì cả. Chỉ biết mỗi cái của loài người mình thôi. Nghe không? Cho nên loài ma mình không thấy. Ma còn gọi là ngã quỷ, có thật, không phải không có. Nhé. Cho nên bạn này nói là có thật hay không thì Thầy khẳng định ma là có thật, không phải không có. Mà chùa mình ấy, là xử lý những cái chuyện ma quỷ nhập vào là rất nhiều. Đấy, nhập người vào người, trêu quậy phá, làm cái điên khùng rất là nhiều đấy. Đó, nhá, là cái chuyện này có. Ma có tồn tại hay không thì Thầy nói là có rồi. Nếu có thì tại sao mình không nhìn thấy? Thì Thầy nói vì chúng ta là mắt thịt, cái mắt thịt của mình không cho phép mình thấy được rộng. Muốn thấy rộng phải tu, khi nào mở được thiên nhãn hay là mở được cả Phật nhãn thì chúng ta sẽ thấy hết. Nhá. Đó. Và có những người á, thì người ta do phước báo đời trước đã tu tập, chân kiếp này có thể người ta không tu nhiều mà tự nhiên ta cũng có thể thấy được. Đấy. Ở đây Thầy nói ví dụ như cái loài chó đấy ạ, các con ạ, con chó nó có thể thấy được bóng ma. Mình không nhìn thấy bóng ma nhưng con chó có thể thấy, cho nên người ta gọi là chó cắn ma. Nhớ, khi mà thấy không có người mà nó cứ sủa mỹ thì mình biết có thể là có bóng ma đến cho nên chó nó sủa. Nha. Đó. Hả? Sợ hả? Lại sợ. Nhưng mà đấy thì bây giờ Thầy nói là làm sao để cho nó không sợ thì cái này các con phải tu đấy nhé. Thầy tu tập đấy, thì trước Thầy đã có một lần Thầy nói chuyện để làm sao không sợ ma, phải tập dần. Tất nhiên ấy, là chúng ta có thể cái ma vừa vừa mình không sợ nhưng cái ma nó to quá là cũng phải sợ, nghe không? Thế thì mình lại phải bản lĩnh hơn lên, là cái này phải rèn luyện thôi. Đấy là câu hỏi thứ 13 Thầy xin trả lời. Câu hỏi số 11. Kính bạch sư phụ, con mới vào đạo và muốn tìm hiểu về pháp môn thiền. Con muốn hỏi cách thiền như thế nào cho đúng và được lợi ích nhất ạ? Thưa đại chúng, bạn này hỏi về pháp môn thiền. Thì có thể nói thế này, đối với đạo Phật ý, thì đúng sự, thực sự mà nói thiền ý, có thể nói nó gần như là cái lõi của đạo Phật đấy. Nhá, gần như là lõi đấy. Tu tập gì rồi cũng cuối cùng cũng phải trở về thiền. Các con nhớ này, trong ba cái giới, định và tuệ, nghe không? Trong bát chính đạo là căn bản của Phật giáo chúng ta, thì cái cuối cùng của bát chính đạo là gì? Là chính định, tức là thiền định chân chính đấy. Wow. Chính kiến này, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chánh tinh tấn, chính niệm và chính định. Chính định tức là thiền định đấy, là cuối cùng trong bát chính đạo. Chính định để làm gì? Để mở ra chính tuệ. Nghe không? Có chính định thì sẽ có chính tuệ. Có chính tuệ thì cắt đứt phiền não, đạt được giải thoát. Cho nên thiền định có thể nói là cái xương sống của đạo Phật. Tu cái pháp môn nào cũng phải thiền định. Tu giới để chúng ta sau này được tâm định. Nghe không? Cho nên giới dẫn đến định, định rồi thì dẫn đến tuệ. Nhá. Cho nên thiền định là gần như là rất căn bản, là xương sống của đạo Phật đấy. Tu tập cái gì mà tâm không an định là không được.
tu giới, tu các việc khác cũng để cho tâm ta được định. Thế nhưng mà pháp môn về thiền hiện nay thì có khá nhiều pháp môn. Nghe không? Nói về thiền nó rất là nhiều pháp môn. À, có tổ sư thiền, có Như Lai thiền, có thanh tịnh thiền, có thiền minh sát, à, tứ niệm xứ, rất là nhiều thứ. À, thiền hơi thở, thiền quán, rất nhiều thứ nhé. Thế thì giờ cái này là cả một chủ đề. Đấy. Thế hiện tại ở chùa mình cũng hướng dẫn cho tăng chúng Phật tử đang thực tập thiền, mà những cái thiền sơ cơ rất căn bản. Sáng nay các ông có cho các con đi kinh hành hành thiền không? Đó, đấy, thì đấy đấy mới gọi là thiền đấy, đấy gọi là thiền quán niệm về thân đấy. À, trong tứ niệm xứ thì có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì niệm về thân là cái đầu tiên để chúng ta tu tập, và để chúng ta được sở hữu cái thân thể này. Cha mẹ sinh ra mình được cái tài sản đầu tiên là cha mẹ cho mình, cho con một cái thân thể này để con sử dụng nó suốt cuộc đời này. Nghe không? Con sử dụng nó tốt hay là xấu, hiệu quả hay không hiệu quả là do mình đây này. Cha mẹ là cho mình rồi nhé. Đấy, cho tài sản vô giá là cái thân này. Cái thân này nó cực hay. Nó có hai cái bánh xe là hai cái chân. Nó có hai cái đèn là hai con mắt, đúng không? Nó hai cái tay lái là hai cái tay này này, đúng không? Nó còn có cả cái đây. Đấy, thế còn có cả cái yên này, ai muốn cưỡi lên thì cưỡi, nghe không? Đây là mình có cái xe, cái xe này đi trong đời, nhé. Anh thấy không? Đi trong đời mà đi đúng đường hay lạc đường, và nó đi được đến chỗ cao tốt hay là rơi xuống vực thẳm là do mình đấy. Thầy nói các con ai cũng được cha mẹ cho một cái xe rất quý, mà chế tạo được cái xe này đâu phải dễ đâu. Con thấy không? À, mắt sáng trưng lên, đúng không? Còi inh ỏi hết cả lên này, ấm ớ là còi. Có vấn đề gì là ầm ĩ inh ỏi hết lên. Nhà, cái còi này nó còn biết hát, biết hò đủ thứ chuyện. Đấy, nha. Thế thì cái xe này thầy nói quý lắm, không phải trăm triệu tiền tỷ không mua được cái xe này đâu. Cha mẹ cho mình đấy, cho nên mình phải cảm ơn, tri ơn cha mẹ là chỗ này. Nha. Thì làm sao sử dụng cái xe này cho nó thật là tốt. Nha. Và cái đầu tiên học thiền là chúng ta tập quán niệm về thân. Quán niệm về thân là làm quen với thân mình đi. Hồi bé con nhớ đẻ ra không? Đẻ ra thì bố mẹ hỏi: "Ê bé, cu tí chân đâu?" Nó lại giơ tay lên, rốn đâu, nó chỉ ở mắt. Thế nào nó chưa biết cái thân nó thế nào, chưa làm quen. Mãi mới biết rốn ở rốn mắt, là mắt, mũi đâu, nó chỉ ở mồm. Ví dụ thế là mình chưa quen với cái xe này. Bây giờ thì mình quen về cái đấy rồi, mình biết rồi đâu là tay, đâu là chân, đâu là mắt, là mũi, mình không nhầm. Nhưng mà mình còn nhầm nhiều thứ lắm. Tay mình định làm cái này nhưng mà nó lại làm việc khác đấy con ạ. Tức là tư tưởng mình không chỉ đạo nổi nó, không biết làm cái gì. Cho nên gọi là thiền quán niệm về thân. Sáng nay đi kinh hành từng bước chân để theo dõi thân thể, từng bước chân mình xem thế nào. Các con hiểu không? Theo dõi được nó mới làm chủ được nó. Cho nên nhiều khi các con không làm chủ thân ấy, mà để thân nó lại làm chủ mình đấy. Những cái ham muốn từ nơi thân nó làm cho mình mất tự chủ đi, mình không làm chủ nó nhé. Thì đấy là thiền nó có nhiều bước, nhiều cấp độ. Nghe không? Thầy nói chỉ riêng một cái tứ niệm xứ nó đã rất nhiều vấn đề. Thế thì cái này sẽ là một chương trình riêng. Khi nào mà vào cái chương trình học về thiền thì các thầy sẽ nói kỹ nhé. Bạn này muốn hỏi đó. Thế thì cái này phải có chương trình riêng. Các con sẽ về học trong những chương trình riêng và phải dần dần sau này. Bước đầu tiên để các con tu tập là người Phật tử tại gia thì các con thực hành giới pháp cho thầy. Giới là căn bản cửa ngõ đầu tiên để sau này thiền định. Các con không giữ giới tốt, đừng nói các con tập thiền được nhé. Giới của các con bừa bãi buông lung vào, trộm cắp, say xỉn, nghiện ngập, bài bạc, rồi tình ái lung tung bừa bãi, thì thầy đố các con học thiền mà tu thiền tốt được đấy nhé. Chứ không phải giữ giới đã. Cho nên cái việc đầu tiên của Phật tử tại gia, các con phải tập giữ giới. Giới mình thật nghiêm túc, thật tốt thì mình học thiền sẽ dễ. Đấy. Thứ hai là tu bố thí. Các con biết bố thí. Bố thí ở đây các con là còn trẻ, chưa có tiền của để bố thí, thì ta bố thí bằng sức lực, à, bố thí bằng trí tuệ mình. Đấy, ví dụ các con làm được việc gì, lợi ích cho Phật Pháp, giúp được cho mọi người, các con làm bằng công, bằng sức, bằng trí tuệ của mình. Đấy cũng là bố thí. Cái đấy gọi là bố thí gì? Nội tài. Hiến máu cũng là bố thí nội tài, giúp sức, giúp cho mọi người là nội tài mình bố thí. Con không có tiền của nhưng con có công, đấy là nội tài mình bố thí. Bố thí nội tài cũng được phước báo, nghe không? Đó thì các con sẽ thực hành bố thí như vậy.
Đấy, hay là các con về chùa, các con công quả làm việc giúp chùa, đấy là mình cúng dường bằng nội tài của mình. Nghe không? Thầy không đòi hỏi các con cúng tiền, không đặt nặng, các con chưa có. Và 5 năm, 10 năm nữa các con nghề nghiệp ổn định, có tiền, có của, cúng dường Tam Bảo bao nhiêu Thầy cũng rất hoan hỷ. Bây giờ chưa có, Thầy không đặt cái chuyện đấy. Mà các con bằng bố thí, bằng công sức, bằng trí tuệ của mình nhé. Đó, thì có như vậy được, phải tu về giới, tu về phước, bố thí, cúng dường. Thì sau này các con học thiền nó mới tốt, chứ đòi ngay một cái vào thực tập thiền ngay, đắc thiền, đắc định ngay, không phải đơn giản đâu các con ạ, với Phật tử tại gia nhé. Đây là câu hỏi số 11. Rồi, câu hỏi số 9. Cố gắng, còn một tập này nữa chắc Thầy lại phải nợ rồi. Câu hỏi số 9, bạn này hỏi: Kính bạch Thầy, con muốn hỏi nếu tự tu tập một mình ở nhà thì có thể tiến bộ được không ạ? Bạn này hỏi là tự tu một mình ở nhà có tiến không? Các con nhớ vừa nãy Thầy nói đó, các cụ dạy rằng ăn cơm phải có canh cho nó đỡ bị nghẹn, dễ nuốt. Tu hành phải có bạn cho nó đỡ lẻn loi, cho nó đỡ chán, chán nản. Tu hành không có bạn rất khó tiến nhá. Đến như Thầy cũng như thế. Ngày xưa Thầy cũng thành lập đạo tràng ở Hà Nội để Thầy tu. Có các bạn cùng tu, nó tạo cái trợ duyên, trợ lực cho mình, chia sẻ rất nhiều vấn đề. Tu hành không có bạn thật là khó tu nhá. Cho nên ấy, nếu một mình, chỉ khi tu tập một mình, khi nào mình đã thật sự có bản lĩnh tu hành, có định lực tốt và đường tu rõ ràng, các con mới có thể một mình tự tu được. Còn nếu mà chưa thì chớ nên một mình nhé. Cho nên không nên tự ở nhà một mình tu, rồi tự mình học mình tu, không cần Thầy, không cần bạn, không cần chúng. Các con nên sinh hoạt theo câu lạc bộ để mà tu tập nhé. Rồi theo chùa, theo đại chúng chưa tăng để mà tu tập, nó sẽ lợi ích và thiết thực hơn rất nhiều nghe không? Tất nhiên trong thời khóa tu tập cũng sẽ có những khoảng thời gian mình phải tọa thiền, phải ngồi một mình nghe không? Phải có ngồi một chỗ chứ, lại ngồi vừa tọa thiền vừa nói chuyện với nhau thì làm sao? Nhưng mà tức là có những khoảng riêng cho mình. Còn tu tập thì phải có bạn nhé, tu tập phải có bạn. Đó là câu hỏi số 9. Câu hỏi số 7, bạn này hỏi rằng: Thưa Thầy, con rất muốn tu nhưng lại vô cùng lười đọc kinh sách và trí nhớ của con cũng kém. Có cách nào không phải đọc kinh sách mà vẫn có thể tiến bộ trong việc tu học được không ạ? Con cảm ơn Thầy. Các con đây có bị tình trạng này không? Lười đọc kinh, trí nhớ thì kém mà lại muốn tu tiến và không cần đọc kinh. Tất nhiên thế này, đối với Đạo Phật thì thế này các con ạ. Đạo Phật thì quan trọng nhất là ở sự tu tập. Thời Đức Phật ấy, có những người trí nhớ rất kém, các con biết kém như ai không? Cái ông gọi là ông Châu Lợi Bàn Đặc ấy, Bàn Đặc là ông rốt đặc. Ông học một hai câu kệ thôi ông cũng không nhớ. Có mấy câu thôi ông cũng không thuộc, học mãi không thuộc, cả năm không thuộc mấy câu. Và về sau thì Đức Phật mới chỉ dạy ông có mấy câu thôi, gọi là quét, chổi quét phủi bụi, chổi quét phủi bụi. Thế thôi mà bốn câu này ông cũng học đi học lại mãi, bốn chữ này ông học đi học lại mới thuộc. Chổi quét phủi bụi, chổi quét phủi bụi, nghe không? Thế nhưng mà ông kiên trì, ông tu tập đầy đủ lòng tin với Phật, với chúng tăng, mà sau đó ông cũng đắc quả là A-la-hán, chứng đạo. Thế cho nên đối với Phật Pháp thì thực sự cái sự tu tập rất là quý, các con ạ, nhé. Đấy, trường hợp như ông Châu Lợi Bàn Đặc đã xảy ra rồi từ thời Phật. Thế cho nên ý, cái việc mà các con bây giờ trí nhớ kém này, rồi thôi Thầy không nói chuyện, cái chuyện lười thì là không tốt rồi. Ví dụ đọc kinh mà không hiểu được hay không nhớ được vì do trí nhớ mình kém, thì thôi, các con chỉ cần nhớ những cái căn bản cho Thầy, nhớ năm giới cho Thầy để tu cho thật tốt nhé. Đấy, rồi nhớ sau này học về thiền, nhớ theo dõi hành vi của mình. Thế thôi nhé, nhớ năm giới, theo dõi hành vi của mình mà làm tốt ấy, thì mình vẫn có thể tiến đạo được, nghe không? Chứ còn không phải đọc hết Tam Tạng Kinh Điển đâu. Đến Thầy cũng không đọc hết được Tam Tạng Kinh Điển. Không đọc hết được, không nhớ hết được đâu, nghe không? Chỉ nhớ không phải ai cũng giống như là A Nan, ai cũng như nhà bác học Lê Quý Đôn, không phải ai cũng thế được. Mà bây giờ thì chỉ nhớ kém nhiều lắm,
không? Thế thì các con nhớ những cái căn bản. Và cách rèn trí nhớ thì mình cũng có cách để rèn làm sao nó nhớ được nhiều hơn. Đấy nhé. Đó, thế thì Thầy khuyên bạn này là như vậy. Và vững lòng tin, nếu không nhớ được nhiều, không có thời gian đọc kinh nhiều, nhưng mà đừng để tính lười. Mà con lười đọc kinh thì không tốt. Phải chăm, chăm đọc kinh, chăm nghe Pháp. Chứ đã là Phật tử mà lại lười, lại nuôi dưỡng tính lười thì không phải là Phật tử. Phải bài trừ tính lười. Dù là con không nhớ nhiều nhưng con vẫn chăm đọc kinh, thế mới được. Chứ bảo lười là Thầy không tán thành nha. Nhưng mà nếu mình quyết tâm tu mình vẫn đạt được. Có lẽ là cái tập này Thầy lại phải để dành Thầy trả lời sau thôi. Bây giờ đến giờ thụ trai rồi. Các con đói chưa? Gây quá. Bây giờ, đúng rồi, nếu chưa đói là có thể nói chuyện tiếp, đủ sức nói chuyện, Thầy cũng có thể nói chuyện được. Nhưng mà vẫn phải dừng các con ạ. Vì đến giờ Thầy cũng phải về để chứng trai cho mọi người bạch lễ. Hôm nay có gia đình ta cúng dường trai tăng, trai viên. Thế các con cũng phải về ăn cơm nhé. Thôi, ăn Pháp thế này thôi. Để bụng ăn cơm thêm nhé. Thầy sợ các con mà ăn Pháp no tí nữa Thầy ế cơm là chết. Nhà ăn nó hòm hòm, ngon ngót thế này nó còn thích. Thế mà ăn mà no quá rồi đến sau chán Pháp, không thích ăn Pháp nữa. Nhá, rồi, thế chúng ta dừng ở đây. Rồi, thế thỉnh đại chúng là chúng ta hồi hướng nha. Thỉnh đại chúng chắp tay hướng về Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Thầy, quả thực hôm nay hàng đệ tử tại gia chúng con thật sự may mắn và duyên lành khi được Thầy từ bi hoan hỷ cho chúng con một thời Pháp. Và Thầy đã giải đáp cho chúng con rất nhiều những thắc mắc, cho chúng con những kiến thức căn bản về Phật Pháp cũng như những câu chuyện nhân quả thiết thực trong cuộc sống. Chúng con cảm thấy mình tăng trưởng được lòng tin với Tam Bảo, tăng trưởng lòng tin với Phật Pháp. Và chúng con cảm thấy đây sẽ là những kiến thức vô cùng quý giá. Đây sẽ là những hành trang để chúng con lấy đó tiếp tục cuộc sống gia duyên ràng buộc bên ngoài. Chúng con thành kính tri ân trên Thầy và sẽ cố gắng phát nguyện khắc ghi những lời Thầy dạy và thực hành nó, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúng con thành kính tri ân trên Thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy chúc các con tinh tiến. Bây giờ chúng ta cùng chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.